Hello mọi người, thì hôm nay vẫn là Đức Mario. Hơi mệt, chắc mọi người nhìn thấy cái áo này và cả cái quần này, cả đôi giày là biết. Một hôm tẩn mấy video thế này thì người nào chịu cho lại được. Nhưng mà bây giờ phải chấp nhận quay những cái review chân thật nhất đến cho mọi người, và những cái sản phẩm chất lượng nhất hàng đầu tại Việt Nam cho mọi người xem, với những cái dòng như thế nào và những cái mức giá như thế nào, và nó giúp được ích gì cho chúng ta trong việc đi lại, đối với những người kém may mắn hoàn cảnh trong xã hội, và đối với những người già để đi đón con cháu mà người ta sợ đi những cái chiếc xe máy ấy, thì chúng ta có thể chọn lựa những cái chiếc xe ba bánh hoàn toàn phù hợp với tài chính của nhà mình, mà nó không quá cao tiền quá, mà cái những cái dòng này thì nó sản phẩm là tương đối, mà Hàn đã được khẳng định chất lượng trên thị trường là một năm nay rồi, với những cái đại lý và những cái hit to bán trên toàn quốc của Đức Mario. Thì mọi người cũng đã biết với những cái sản phẩm trước mặt mọi người, đó là xe điện ba bánh AMG Rora. Đấy, thì Đức gọi là Rora AMG. Thì với những cái chi tiết đây, mọi người cũng có thể thấy, về cái phần đầu xe thì chúng ta vẫn được thiết kế một cái cụm đầu đèn AMT. Đấy, đèn này đèn chám nhá mọi người nhá, không phải đèn tròn đâu. Đấy, với cái mức tầm tiền này thì mọi người đừng mong mua cái những cái chiếc sản phẩm đèn tròn mà hàng xịn, xong rồi lại còn lăng bị hết tung ba lung tung. Mọi người hiểu không? Thì người ta phải ăn bớt, người ta mà nâng cấp cái này thì người ta phải ăn bớt khung, gầm, động cơ, ắc quy. Đó là cái thứ nhất, không bao giờ sai được. Ở phần đầu xe thì chúng ta được một thiết kế cái giỏ cũng rất là xinh xắn, và phần cái đầu đèn rất là đẹp. Đó, thì ở đây chúng ta có đèn viền chạy ban ngày này, và ở đây chúng ta có đèn LED chạy ban đêm này. Đấy, mọi người có thể thấy không, ban ngày mà nó sáng như ban đêm thế này chết. Đấy, và về phần đầu xe thì cái càng này vẫn được chất đặt, nhà Đức Mario đặt chất liệu là càng khung dày, hàng xịn. Đấy, và cái chắn bùn trước là chắn bùn nhựa. Đó, mọi người có thể thấy không, chứ không phải chắn bùn inox rẻ tiền rồi. Và đây cái bát phanh này, bát phanh to nhá. Và ở đây này, có những cái lan chấu, đa chấu rất là đẹp luôn. Ở phía bên này thì nó là một màu theo ba bánh. Đấy, chứ không phải là mỗi bánh một màu giống như cái con xe nhan nhản trên thị trường. Và về vấn đề chiếc khung xe này đi, mọi người có thể thấy khung xe này rất là được thiết kế hàn này, mọi người có thể thấy không? Hàn rất là sắc nét, hàn robot Hà Nội nhá. Và khung dày, khung được sơn tính điện, khung thép sơn tính điện, chịu lực cao. Đó, về vấn đề chiếc xe này thì nó vẫn được thiết kế giống như nguyên bản 3 năm vừa rồi, 1 năm vừa rồi. Đây, 100% này, 60%, 30, 10 là báo đầy này. Đó, và bên này chúng ta sẽ có cụm công tắc đèn này. Đấy, mọi người thể thấy không, xi nhan này. Đây, xi nhan vẫn xi nhan xịn của nhà máy AMG. Đó, đó, còi. Đó, và chiếc xe này thì chúng ta vẫn có hộc để đồ nhá. Mọi người biết tại sao tôi đang sử dụng remote, không cần cắm chìa ở đây chúng ta vẫn đi được đây. Đấy, và cái chìa khóa xe chúng ta có thể quẳng đây được này. Và cái chiếc xe này, với cái chiếc xe xịn của AMG Rora này thì nó sẽ được những cái tính năng gì, ví dụ vận tốc nhá, đi được tối đa 25 đến 30 km cho 1 giờ, quãng đường sạc là từ 80 cho đến 100 km cho một lần sạc. Nhà Đức đã nâng cấp cái bình ắc quy của chiếc xe lên. Đó, nhưng mà giá thì nhà Đức cũng có xé nhỉnh hơn một tí, với cái cung cấp bộ ắc quy cung cấp đoạn đường từ 80 đến 100 km cho một lần sạc. Và đây, chiếc xe này chúng ta vẫn có 3 ghế đây. Đó, ghế xoay này. Đó, ghế lật này. Đó, thì chúng ta vẫn có 3 ghế ngồi. Chỗ này để cho trẻ con ngồi này, để các cháu có thể lắm đây này. Đó, gập ở đây này. Và bên này này thì chúng ta sẽ gập lại này. Và chúng ta sẽ kéo lên này. Đây nhá, những cái chiếc xe xịn này nó sẽ có chữ Roda ở đây này, và ở phần khung này nữa. Đó, kéo lên. Đấy, thì cái chiếc xe này thì như mọi người cũng đã biết, người ta quảng cáo là số lùi gạt xuống, nó không kêu tiếng chung đúng không ạ? Thì Đức sẽ gạt xuống, nó cũng sẽ chỉ kêu một tiếng tít 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 đấy thôi, DR này. Đấy, nói luôn đây là hàng đặt thì Đức có thể đặt được, nhưng mà những cái sản phẩm super bên Đức Mario cung cấp ra ấy, nó là hàng nội địa bên kia, không thể đặt được cái tiếng số lùi đấy xuống thành tiếng tít tít lại được, nên là mọi người thông cảm. Đó,
Và cái chiếc xe này đang được hiện tại Đức Maro bán với những cái sản phẩm giá rất bình thường, nó là 15.500.000 đó. Và về đến phần đằng sau xe đi, thì cái chiếc xe 15.500.000 chúng ta sẽ được gì? Được một cái giỏ này, sạc này, gương này và chống trộm như vừa rồi Đức đã sử dụng. Và ở đây chúng ta sẽ có đèn dài, đèn xi nhan này, mọi người thì thấy không? Đây đấy, Đức bóp phanh rất là đẹp đúng không ạ? Đức bật đèn này, đó, đẹp không ạ? Quá đẹp luôn. Xi nhan này, đó, mọi người có thể thấy. Và hai bên xe của chúng ta nhá, vẫn được trang bị động cơ xịn, đó là động cơ 600W làm mát bằng quạt. Vì nói thật là 15.500.000 thì không thể nào làm mát bằng dung dịch rồi, mọi người phải lưu ý ở những cái vấn đề đấy. Còn đâu người ta nói làm mát bằng dung dịch như thế nào thì mọi người thử hỏi làm mát bằng dung dịch đấy nó sẽ như thế nào xem. Người ta có giải thích được cho mọi người để mọi người phân tích không? Và chiếc xe này thì chúng ta vẫn được trang bị là hai cái vẩy bùn hai bên để chắn bùn bay lên. Và ở đây thì chúng ta sẽ vẫn được vành nhiều chấu, đa chấu. Đây, anh quay phim có thể quay ở đây. Và chúng ta vẫn được trang bị hai cái hệ thống giảm sóc sau, rất là đẹp đúng không ạ? Và có giảm sóc thật nhá, tí Đức Mario sẽ đi thử test xe. Đó, và động cơ đây, anh quay phim có thể quay xuống đây. Khối động cơ rất là to và làm mát nó bằng quạt nhá, chứ không phải bằng dung dịch đâu. Với cái mức giá 15.500.000 mọi người đừng có hy vọng, cứ dưới tầm 18 triệu là không bao giờ có thể mua được làm mát bằng dung dịch đâu mọi người ạ. Đó là cái sự thật luôn. Và bây giờ Đức Mario cao 1m85, Đức Mario sẽ chạy thử chiếc xe này và ngồi thử chiếc xe này trên đường xem mọi người như thế nào nhá. Rồi, bây giờ hãy bắt đầu cuộc hành trình theo Đức Mario đi xem nào. Đây thì mọi người cũng có thể thấy 15.500.000 Đức Mario cao 1m85, người rất to, ngồi nó sẽ rất là nhỏ. Đây, bây giờ Đức Mario sẽ lên đây và đánh zig zag cho mọi người xem hệ thống chống lật của xe nhé, và cái khả năng lên dốc của xe nhé. Đó, mọi người có thể thấy không? Hệ thống chống lật của xe nó đã can thiệp khi một bánh đã bị bay lên. Đó. Bây giờ Đức Mario sẽ Đức Mario sẽ test thử cho xe. Đây nhá. Đấy, hệ thống chống lật của xe nó đã can thiệp vào nha mọi người nha. Đức Mario đang đánh với tốc độ nhanh nhất này. Đấy. Đấy, mọi người thấy không? Đó. Đó. Và nó đã bị tụt xuống đất nhưng mà vẫn kiểm soát được nhá. Mọi người thể thấy không? Nó tụt xuống rãnh đấy. Thì Đức Mario vẫn kiểm soát được. Vì cái xe này nó vẫn sử dụng một cái cầu vi sai xịn, nhưng nó là đời cũ, nó làm mát bằng quạt. Đấy, nó làm mát bằng quạt thôi mọi người nhá. Thì là nó sẽ kém hơn làm mát bằng dung dịch tí thôi. Nhưng mà đối với những người mà chỉ cần cái xe đi loanh quanh, không cần phải nhanh, cũng không cần phải khỏe khoắn, mà cũng không cần phải sự chắc chắn ấy, thì đây cũng sẽ là một sự lựa chọn tốt cho mọi người. Đây, Đức Mario sẽ đánh lại một phát zig zag cho mọi người xem này. Nghĩa là cái xe này hoạt động rất là trơn tru, thì mọi người yên tâm về cái động cơ đấy. Đấy, kể cả thụt như vừa xong nhá, mà xe không hề xảy ra một cái vấn đề, ví dụ là mất lái hay gì đâu nhá. Nghĩa là hệ thống chống lật của xe nó sẽ can thiệp vào. Đấy, còn vớ cả gạch của người ta. Đấy, hệ thống chống lật của xe rất là an toàn, dành cho những người nào mà đi chưa quen, thì cái hệ thống này nó sẽ can thiệp vào. Nếu như Đức biết ý, thì cái hệ thống chống lật này chỉ được tích hợp trên những cái con động cơ cầu vi sai xịn. Đó. Mà có thể xong những cái video này thì cái cầu vi sai xịn ý, những cái cầu vi sai nhái nó sẽ lại làm như cái cầu vi sai xịn, nó sẽ lại đánh lừa mọi người bán với một cái mức giá cực rẻ và cực bèo. Đó. Đối với Đức Mario thì bán những cái sản phẩm này thì không nói không với người, nói không lừa đảo với người tiêu dùng, với những cái sản phẩm xe quá kém chất lượng để đến tay những người tiêu dùng. Đấy. Thì mọi người mua chiếc xe này có thể liên hệ qua Đức Mario qua số 0386791998, hoặc truy cập website hoangthongmoto.com, hoặc số điện thoại Đức Mario sẽ để ngay dưới ở phần tiêu đề cho mọi người có thể cảm nhận được nhé.
Đây, bây giờ về vấn đề đèn hậu đằng sau của chiếc xe này cũng rất là đẹp. Đó, mọi người thấy không? Đấy. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video lần sau.